Ôi tôi sợ lắm, thôi tôi không quay lại, thôi làm đi, tôi không biết. Trời ơi, cứu tôi trời ơi, chết tôi trời ơi. Trời ơi. Nhân xưa con đi chơi qua tất cả mọi người, chúc cho cả nhà có một buổi chiều thật là vui vẻ ha. Trời ơi là trời, tôi mới bị đánh nó là bầm dập luôn á mọi người ơi. Và mọi người có biết tại sao mình lại bị tất cả mọi người truy đuổi vậy không? U là trời ơi, tại cái thử thách của cái bà này nè. Cái thử thách này là mình đã đọc bữa giờ rất là lâu rồi á, mà hôm bữa mình mới có cơ hội để mình làm cái thử thách á. Trời ơi thì mọi người đọc nè. Chị Đan ơi, chị hãy làm thử thách đó là 24 giờ nói sao hay ra dẻ quá đi. Dù mọi người có làm gì chị cũng không được nói gì hết. Chị nói mỗi từ sao hay ra dễ quá. Em fan của chị Đan 30 năm rồi á, chị làm thử thách của em nha, yêu chị lắm. Trời ơi là trời, tôi còn chưa được 30 tuổi, bà này fan tôi 30 năm, nghĩa là lúc tôi chưa có đẻ ra là bà đã làm fan tôi rồi ta. Nhưng mà không sao, cái thử thách này mình thấy cũng rất là hay, cho nên hôm nay mình sẽ thực hiện thử thách đó là sao hay ra dẻ quá nha mọi người. Trước khi vô video thì cũng đừng quên đó là để lại cho mình một like. Như bạn nào mà chưa đăng ký thì nhớ bấm đăng ký để mình chuẩn bị đạt được 200.000 sub nha. Bây giờ thì bắt đầu vô video là sao hay ra dẻ quá cùng với mình thôi. Chiều nay trời đổ cơn mưa, không biết ai sẽ là người đầu tiên mà bị tôi sao hay ra dẻo hết đây. Rồi luôn YouTuber Bubble Gum là bà em của tôi đã qua, và bà Gum sẽ là người đầu tiên mà bị tôi sao hay ra dẻo quá cho coi. Ủa bà qua nhà tôi cái tự nhiên bà đứng ở chỗ cái quầy bán bánh đầu to đầu nhỏ, cái nào bà đang đi mua bánh không ta? Mà tôi nhớ là nhà bà cũng có cái quầy bánh đó mà ta, sao tự nhiên cái đến nhà tôi cái đứng ở quầy bánh làm gì vậy bà? Thì ra là đứng thay đồ. Trời ơi, cứ tưởng qua nhà người ta ăn trộm cái gì chứ, hóa ra là đứng thay đồ mọi người ơi. Và bây giờ thì bà đã đến chỗ mình luôn rồi nè. YouTube Bubble Gum đã đến. À tự nhiên cái qua nhà người ta thay đồ rủ mình đi chơi sao mọi người ơi. Chào. Thôi người ta đang thực hiện thử thách 24 giờ sao hay ra dẻ quá, nên thôi không có nói gì đâu. Trời ơi, nguyên một cặp đôi cơm chó đã qua tới nhà mình rồi. Ông Tèo cũng qua luôn bà con ơi. Đồ đôi. Trời ơi là trời, qua mặc đồ đôi, qua nhà người ta làm gì? Chị Đen có ai bật đồ đôi cùng chưa? Mày cầm mồm đi. Thì ra là qua đây cà khịa túi hả? Sao hay ra dẻ quá à? Đùa mẹ, sao chị nóng vậy? Sao hay ra dẻ quá, ra dẻ quá. Cái này là cái bài hát sao hay ra dẻ quá. Đâu một cặp đôi cơm chó đang nằm ở trên giường của tôi, ở nhà của tôi mà lại bật đồ đôi, sau đó là đi thả cơm chó hả? Trời ơi, thời thế loạn lạc hết trơn rồi, chỗ nào cũng có cơm chó hết trơn á. Chị nói gì vậy? Chị có nói gì đâu, chị đang đứng quay một cặp đôi cơm chó thôi à. Rồi sao đây? Sao hay ra dẻ quá. Chị nói vậy là sao? Sao hay ra dẻ quá. Tụi em có ra dẻ gì đâu. Ừ thì tụi em có ra dẻ gì đâu, nhưng mà chị đang làm thử thách sao hay ra dẻ đó mà. Sao hay ra dẻ quá. Bà ấy bị hâm á. Đi. Ơ kìa, bà Gum bảo tôi là bị hâm kìa. Rồi luôn, đi rồi. Bà Gum dối rồi mọi người ơi. Chưa gì hết mà sao thấy tình chị em là thấy sức mẻ rồi. Bà Gum dối mình rồi. Trời ơi, nhưng mà không được đâu. Mình không được giải thích. Bởi vì 24 giờ lận mà, bây giờ mình đâu có được nói đâu. Chị ra dễ á. Thằng này được, sao hay ra dẻ quá à? Tèo kêu mình là mình ra dẻ kìa mọi người. Rồi luôn, Tèo cũng đi luôn rồi. Vậy là ông Tèo với bà Gum giật mình rồi. Rồi luôn, biến luôn rồi. Cái thử thách này chưa gì hết mà đã có hai người dối mình rồi. Mình phải làm sao bây giờ? Ai mà biết được. Những nhân vật tiếp theo ở trong cái thử thách là sao hay ra dẻ quá chính là fan của mình nè mọi người ơi. Bây giờ mình đứng đây á,
nhiều các cái bạn fan đến luôn. Và mấy bạn ấy thì gọi mình nãy giờ, nhưng mà mình thì đâu được nói câu gì đâu. Mình chỉ nói được một câu duy nhất là sao hay ra dễ quá à. Sao hay ra dễ quá. Có một câu nói hoài vậy bà. Chị đang quay video đấy, đúng không? Đúng, đúng. À, có một bà fan đã phát hiện ra là mình đang quay video rồi mọi người ơi. Nhưng mà không được đâu, mình sẽ không có nói gì hết. Mình vẫn sẽ sao hay ra dễ quá. Mà trời ơi, nhìn này cái tướng con gà đó đứng nè. Ở trên cái vỏ sò mọi người. Cái tướng đúng chất là sao hay ra dễ luôn á. Chị quay 24 giờ nói câu đó hả? Thử lòng fan hả? Không nói nữa, tặng 999.999 vàng. Cái gì vậy bà nội? Wow, bây giờ tôi mới biết đó, là mấy bà FDM là giàu có quá ha. Có tận 999.999 vàng để tặng cho tôi luôn. Nhưng mà tôi biết thừa là bà nói xạo tôi rồi, cho nên là tôi vẫn sẽ sao hay rê dễ quá à. Bây giờ là tụi mình á, là đi vô trong camping này mọi người. Và buổi tối á, cái lúc mà ở trên camping này nó rất là đẹp luôn nè. Mọi người có biết cái góc này không? Đây là một cái góc bí mật đó mọi người. Bà đang uống nhầm thuốc rồi bà con ơi. Ê, cái bà kia, bà kêu mình uống nhầm thuốc rồi kìa mọi người. Nói mỗi câu sao hay ra dễ mà bà cũng kêu mình uống nhầm thuốc là sao? Trời ơi là trời, fan của tôi ơi là fan của tôi. Sao hay ra dễ quá à. Làm như là hiểu người ta lắm á. Ở dưới đây cũng là một cái góc lát này mọi người. Đứng ở cái góc này thì rất là vui luôn. Mấy bạn ở kia á, ở trong camping mà nhìn thấy tụi mình đứng ở đây nè, cứ tưởng đâu á là cũng chui vô được á. Nhưng mà khi mấy bạn ấy tiến gần tụi mình á thì chắc chắn là mấy bạn ấy sẽ bị bay ra ngoài plaza đó. Mọi người đã biết cái góc bí mật này chưa? Đi vô đây đứng á, mẹ chôn mấy bạn ở trong camping cũng vui lắm luôn á mọi người. Đang xấu xí. Chẳng cần nghiêng nước, nghiêng nước, nghiêng đủ lòng đen là vừa. Ủa gì vậy? Ủa cái này kia bạn làm thơ thả thính tôi. Mà sao tôi đọc tôi không hiểu gì trơn á ta. Ủa là sao? Sao hay ra dễ quá à. Ra dễ làm thơ bà Sukarna kia. Mà bà làm thơ tôi không hiểu gì trơn á. À, bây giờ là mấy cái bà fan của mình á là cay lắm rồi. Tại vì thấy mình nói mỗi một câu là sao hay ra dễ quá. Cái bây giờ bắt đầu mấy bà này á là bắt tay nhau á, là hội đồng á, kiểu là trêu ngươi tôi, là giống như kiểu là chê tôi nè. Mọi người thấy chưa? Mấy ông bà đó là có một cái âm mưu á, đó là chọc cho mình tức lên á. Tại lúc mà mình tức lên là mình sẽ không có nói là sao hay ra dễ nữa. Nhưng mà không có được đâu. Tôi á là tôi sẽ thực hiện thử thách đúng 24 giờ. Bây giờ nãy giờ là chưa có đủ 24 giờ đâu. Cho nên là dù ông bè có chê tôi xấu xí hay là chê tôi mập, hay là nói tôi á là gà, thì tôi cũng sẽ mặc kệ mấy ông bà nha, cho chọc thoải mái luôn. Tôi sẽ không nói gì hết. Tôi chỉ có sao hay ra dễ quá thôi à. Trời ơi mọi người thấy chưa, mọi người thấy chưa, lúc nào cũng kêu là fan bê tông của tôi mà kêu là tôi chảnh, với lại là kêu tôi xấu xí kìa. Trời ơi, đây là fan bê tông mà nói xạo rồi. Cả đời này chỉ ăn cơm với cá, đã bao giờ được hôn má đen đâu. Mời đen. Ôi trời ơi, cái bà kia bà thả thính tôi kìa. Thả thính khiếp nha. Trời ơi là trời, bà này chắc là hay đi thả thính lắm phải không? Cho nên nó là giữa cái dòng đời tấp nập, khi mà tất cả mọi người á đang á hở chê bai tôi kìa, đang chọc cho tôi tức lên á, thì có một bà đã thả thính tôi. Trời ơi, nghe sao mà nó cute hụt men xí mụi thế. Còn mấy bà kia thì chỉ có chê tôi thôi. Vậy mà kêu là yêu tôi lắm, vậy mà kêu là fan bê tông của tôi, vậy mà thấy tôi thực hiện thử thách á là lợi dụng cơ hội đó để chê tôi, nói là tôi xấu hả? Trời ơi, tức quá mà. Nhưng mà dù có tức có mấy thì mình cũng sẽ không có được kết thúc cái thử thách này đâu. Hết 24 giờ mới được. Đấy, mọi người thấy tức không? Mấy bà đang troll tôi kìa, mấy bà đang kêu tôi mập kìa. Tôi cũng te dày mà kêu tôi mập, tôi tức ghê luôn á. Ờ đúng rồi đó, tức lắm, nhưng mà thôi kệ. Tôi không có bỏ cái
đâu. Mấy bà mấy ông cứ nói gì thì nói đi. Cái đồ sao hay ra dễ quá. Lúc nào ông cũng cười, cười như điên á. À, thì ra mày chọn cái chết. Trời ơi, nó kêu tôi là con điên luôn rồi kìa mọi người ơi. Tôi tức quá về, bây giờ là tôi tức lắm rồi đó. Tôi đang ăn một cái cục tức luôn á. Nhưng mà tôi kệ, tôi kệ. Tôi sẽ là tịnh tâm lại. Tôi mặc kệ mọi người muốn chửi bới gì tôi thì chửi. Muốn nói tôi sao thì nói, tôi vẫn sẽ là quyết tâm thực hiện thử thách này. Đúng rồi đó, 24 giờ nói sao hay ra dễ, bà kia đoán trúng rồi đó. Ê, nếu mà chạy qua cái khúc này thì mọi người là sẽ có một cái góc lát á. Mình sẽ chui vô được một cái góc lát rất là đẹp luôn. Đây nè, mọi người có thể nhìn thấy hả, là một cái bầu trời luôn á. Nếu mà buổi tối là có thể nhìn thấy trăng với sao rất là đẹp. Còn ban ngày á, thì nhìn thấy cái màu trời á, nó cũng đẹp lắm luôn á. Ngay khúc này nè mọi người. Mọi người có biết cái cách đó mà vô đây không? Nếu mọi người không biết thì nói mình nha, mình sẽ chỉ cho mọi người. Bởi vì ở các cái bản update gần đây thì nhà phát hành đã fix lỗi lại rồi á. Cho nên là cái cách vô nó có hơi khác một chút xíu á. Nếu mà xuống đây là mình sẽ rơi xuống nè mọi người ơi. Thấy. Trời ơi, mấy cái bà kia vẫn tiếp tục đứng và chửi tôi á, phải không? Đứng là trêu tôi cho tôi tức á. Sắp hết 24 giờ rồi mọi người ơi. Nãy giờ là cũng được gần một ngày rồi đó. Ấy, rơi xuống. Nhưng mà rơi như vậy là hồi cũng đi ra ngoài chỗ cái cổng camping thôi à. Cái đồ sao hay ra dễ quá à. Rồi rồi luôn, bây giờ là mấy ông mấy bà hả đang cầm cây để quýnh tôi rồi mọi người ơi. Cứ thôi mới. Và cái thử thách ngày hôm nay 24 giờ tới bây giờ là cũng là 10 giờ sáng rồi. Là đủ 24 giờ rồi nha mấy bà. Trời ơi là trời. Mà làm xong cái thử thách này bây giờ là tôi lại phải đi năn nỉ bà Gum với ông Tèo á. Bởi vì ông Tèo bà Gum là giận tôi rồi. Còn fan của tôi đó, cái miệng á thì kêu là em yêu chị đang lắm fan bê tông. Thế mà mọi người thấy chưa, mới có thử thách 24 giờ sao hay ra dễ quá. Mà mấy bà họ là chửi tôi á, là kêu tôi mập nè. Rồi kêu tôi á hả, là hay ra dễ, với lại là kêu tôi xấu xí thì mọi người coi có được không. Trời ơi, bây giờ tôi đã nhìn ra bộ mặt thật của mấy đứa FDM rồi mọi người. Đúng là họ nói xạo quá à. Trời ơi, tức quá à. Bây giờ biết phải làm sao đây mọi người. Rồi bây giờ còn lấy xe ra đuổi đánh tôi nữa nè.